Chúng ta sẽ cùng mở đầu bản tin ngày hôm nay với những chuyển động của thể thao trong nước. Vòng 20 giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2022 đã khép lại với những chiến thắng ở những đội đang dẫn đầu. Câu lạc bộ Hà Nội đã tạo ra một chiến thắng rất đậm trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nói về mặt cảm xúc thì nó còn thua xa so với cách mà câu lạc bộ Hải Phòng vượt qua câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội là một điều hoàn toàn bình thường nếu nhìn vào vị trí và phong độ của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, một trận thua với tỷ số 0-6 ngay trên sân nhà chắc chắn là một kết quả rất buồn với thầy trò Liên Vũ Tiến Thành, nhất là sau chuỗi thành tích không tệ kể từ khi ông tiếp quản đội bóng. Thật ra thì đến là huấn luyện viên mà thua một cái trận đấu ngoài với như một cái set tennis thì sốc và hết sức là buồn. Bởi vì cuộc đời làm huấn luyện viên của tôi, khi mà tôi trở về làm huấn luyện viên thì tôi chưa bao giờ thua một cái trận đấu như thế. Còn với câu lạc bộ Hà Nội, thêm một chiến thắng tương bừng giúp thầy trò huấn luyện viên Chun Jae Ho củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trước sự đeo bám quyết liệt của các đội bóng còn lại. Một trong số đó là câu lạc bộ Hải Phòng, đội bóng đã có thắng lợi tương đối cảm xúc trước Becamex Bình Dương bằng một cuộc lội ngược dòng được ấn định bởi bàn thắng ở những phút thi đấu cuối cùng. Hài lòng nhất với học trò tôi trận đấu ngày hôm nay đó là cái sự nhiệt huyết đến giây phút cuối cùng, cái sự khát khao. Vì trong bóng đá thì các bạn biết rằng cái đấy là cái rất quan trọng. 3 điểm trọn vẹn giúp câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục thắp lên những hy vọng trong cuộc đua vô địch, và nó còn khiến cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội bóng này và câu lạc bộ đầu bảng Hà Nội ở vòng đấu tới trở nên được mong chờ hơn bao giờ hết. Kết quả của trận đấu này nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt của mùa giải năm này. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch cũng đừng sớm vội gạch tên Viettel và Topenland Bình Định, những đội bóng đang xếp thứ 3 và thứ 4. Trong khi đó, ở nhóm cuối, nỗi buồn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại mang tới niềm vui cho câu lạc bộ Sài Gòn sau thắng lợi quan trọng ngay trên sân Vinh. Đội bóng này đã chính thức vươn lên và đẩy hai vị trí cuối bảng thuộc về câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đua trụ hạng xem ra vẫn còn kịch tính đến những vòng đấu cuối cùng.